Miếng bánh cưới của công nương Diana được bán đấu giá sau 40 năm. Miếng bánh nặng gần 800 gram từ đám cưới cách đây 40 năm của Thái tử Charlie và công nương Diana sẽ được mang ra bán đấu giá vào ngày 11 tháng 8 tới. Theo Metro, miếng bánh nặng hơn 790 gram, dài 21 cm, rộng 18 cm, được trang trí bằng hình ảnh quốc huy hoàng gia, vẽ nên bằng màu đỏ, vàng, xanh và bạc. Nó được bảo quản bằng màng bọc thực phẩm và đặt trong khay nướng bằng thiếc suốt 40 năm qua. Miếng bánh được cho là đã được cắt từ chiếc bánh ở đám cưới của Thái tử Charlie với công nương Diana vào năm 1981 để cảm ơn Moira Smith, một nhân viên cung điện sau khi hôn lễ kết thúc. Người này đã cất giữ miếng bánh rất cẩn thận và dán dòng chữ cảnh báo ngoài hộp đựng bánh. Xin hãy nhẹ tay, bánh cưới của Thái tử Charlie và công nương Diana. Đến năm 2008, gia đình Moira bán lại miếng bánh cho một nhà sưu tập và chủ nhân mới lại đem bán nó để đấu giá một lần nữa vào ngày 11 tháng 8 tới, tròn 40 năm sau đám cưới. Dự kiến miếng bánh sẽ được bán giá với giá khởi điểm 300 đến 500 bảng Anh, khoảng 400 đến 700 đô la bởi nhà đấu giá Dominic Winter, trụ sở ở hạt Gloucestershire. Các chuyên gia cảnh báo những người có ý định mua miếng bánh này không nên ăn nó vì lý do về sức khỏe. Tôi khuyên cáo không nên ăn bánh nhưng rõ ràng sau 40 năm, nó dường như tồn tại mãi. Đó là một vật kỷ niệm độc đáo về một đám cưới đã khiến những người hâm mộ Hoàng gia Anh trên toàn thế giới nức lòng. Chris Albury, chuyên gia định giá các kỷ vật Hoàng gia nói. Trước đó, năm 2014, một phần miếng bánh cưới trong hôn lễ của Thái tử Charlie cũng được bán với giá 1.375 đô la tại buổi đấu giá ở Los Angeles, Mỹ. Đám cưới xa hoa của Charlie và Diana ước tính được khoảng 750 triệu người trên toàn thế giới theo dõi trên TV. Trong hôn lễ vào năm 1981, tổng cộng Thái tử và công nương xứ Wales có 23 chiếc bánh cưới chính thức, bao gồm một chiếc bánh trái cây xếp lớn cao hơn 1,5 mét, nặng hơn 102 kg. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của họ bắt đầu rạn nứt vào cuối những năm 1980. Cả hai ly thân vào năm 1992 và chính thức ly hôn vào năm 1996 sau 15 năm. Vào ngày 31 tháng 8 năm 1997, công nương Diana đã qua đời trong vụ tai nạn xe hơi thảm khốc ở đường hầm Paris, Pháp, khi hai con trai William và Harry mới 15 và 12 tuổi.